Dự án cao tốc Vân Đồn Tiên Yên có tổng chiều dài tuyến trên 16 km, quy mô đường cao tốc 4 làn xe, tốc độ thiết kế 120 km/h. Tổng mức đầu tư gần 3.700 tỷ đồng. Xác định đây là dự án hạ tầng giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông đã tập trung đôn đốc, yêu cầu các nhà thầu huy động bổ sung máy móc, thiết bị và nhân lực, tăng các mũi thi công. Trong tháng 9 đã bố trí thêm 200 cán bộ công nhân trên công trường và đang tiếp tục huy động bổ sung để tăng các mũi thi công trên toàn tuyến. Kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian qua, tỉnh đã ưu tiên tối đa nguồn vốn cũng như tập trung giải phóng mặt bằng trong thời gian nhanh nhất để phục vụ cho thi công dự án. Vì vậy, chủ đầu tư và các nhà thầu phải nỗ lực hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ triển khai. Bên cạnh việc tăng cường nhân lực thiết bị thì cũng phải tận dụng tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi để triển khai các hạng mục còn lại, đảm bảo cuối năm nay sẽ hoàn thành dự án theo đúng tiến độ. Song song với quá trình triển khai thi công, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các địa phương rà soát diện tích rừng ngập mặn trên dọc tuyến. Trên cơ sở đó đề xuất xây dựng các khu vực bảo tồn để vừa giữ được cảnh quan môi trường, vừa có thể phát triển các mô hình dịch vụ du lịch sau này. Kiểm tra công tác bảo vệ rừng ngập mặn tại xã Đồng Rui, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu huyện Tiên Yên tiếp tục chú trọng công tác bảo vệ, phát triển diện tích rừng ngập mặn hiện có, hạn chế tối đa việc nghiên cứu, thu hút các dự án đầu tư có ảnh hưởng đến rừng ngập mặn. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cân đối nguồn vốn từ Quỹ bảo vệ và phát triển rừng để triển khai các dự án trồng bổ sung nhằm gia tăng mật độ cũng như chủng loại cây cho khu vực rừng ngập mặn tại đây. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục thành lập khu bảo tồn đất ngập nước Đồng Rui, huyện Tiên Yên và các sở ngành liên quan cũng cần nghiên cứu phương án nạo vét hệ thống luồng lạch trong khu vực. Qua đó vừa đảm bảo cho quá trình sinh trưởng của hệ sinh thái, vừa hình thành các luồng giao thông đường thủy phục vụ cho công tác tuần tra, bảo vệ cũng như phục vụ cho hoạt động tham quan du lịch trong khu vực. Sáng nay, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì họp trực tuyến với các địa phương về việc thực hiện tiêm vaccine mũi 2 trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hạnh và lãnh đạo các sở ngành liên quan. Đến hết ngày 4 tháng 10, tỉnh Quảng Ninh đã tiêm vaccine mũi 1 cho gần 954.000 người, đạt 93,65% tổng số người có chỉ định tiêm. Đến nay đã có 925.414 người đã được cập nhật trên phần mềm tiêm chủng. Tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục tiêm mũi 2 diện rộng ở tất cả các địa phương. Riêng trong ngày hôm qua, 4 tháng 10, ba địa phương là Đông Triều, Quảng Yên và Hạ Long đã tiêm cho trên 52.000 người. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, các địa phương và ngành y tế phải xác định bảo quản chất lượng vaccine là yếu tố hàng đầu, theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất. Ngành y tế chịu trách nhiệm toàn diện đảm bảo chất lượng vaccine tại các điểm tiêm, ban hành ngay văn bản hướng dẫn cụ thể, chỉ rõ những tồn tại bất cập trong quá trình tiêm gửi đến từng điểm tiêm để kịp thời khắc phục, đồng thời phân công cụ thể gắn với trách nhiệm của cá nhân liên quan. Người đứng đầu phụ trách tại điểm tiêm có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc bảo quản vaccine, kiểm tra quy trình kỹ thuật tiêm. Lãnh đạo các địa phương giám sát điều kiện dây chuyền lạnh bảo quản vaccine, lựa chọn địa điểm tiêm phù hợp, bố trí thêm bàn ghế, thiết bị cần thiết để phục vụ người dân đến tiêm chủng. Các điểm tiêm phải sử dụng dữ liệu tiêm chủng mũi 1 khi thực hiện tiêm mũi 2, nhập dữ liệu đầy đủ, nhanh chóng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn công tác này. Các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra giám sát trong quá trình tiêm chủng, đẩy mạnh truyền thông để người dân hiểu, nâng cao ý thức trong thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Hôm nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Văn Kháng chủ trì họp trực tuyến về tiến độ thu tiền sử dụng đất, thuê đất của các dự án, bàn giải pháp đảm bảo số thu thuế xuất nhập khẩu quý tư và cả năm 2021. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tỉnh đã chỉ đạo các ngành địa phương đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, tiến độ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất một số dự án tại các địa phương Hạ Long, Móng Cái, Cẩm Phả và Vân Đồn vẫn chậm. Nguyên nhân chính là do chậm xây dựng giá đất. Việc phối hợp xây dựng giá đất giữa Sở Tài nguyên Môi trường và các địa phương chưa hiệu quả. Có trường hợp giá đất xây dựng cao dẫn đến không đấu giá được. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, sở ngành liên quan nhanh chóng giải quyết dứt điểm các vướng mắc về xây dựng giá đất trên địa bàn, có giải pháp tối ưu, hợp pháp trong việc xây dựng giá đất để sớm triển khai việc đấu giá đất phù hợp với thực tế, sát thị trường, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất, thuê đất đảm bảo hoàn thành dự toán tỉnh giao. Đối với công tác thu thuế xuất nhập khẩu do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kết thúc 9 tháng, Cục Hải quan Quảng Ninh đạt mức thu 7.100 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ. Một số mặt hàng có số thu giảm mạnh là xăng dầu, than nhập khẩu, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu, nguyên liệu sản xuất dầu thực vật. Thực hiện kịch bản tăng trưởng của tỉnh, trong quý tư này, Cục Hải quan phấn đấu thu thuế xuất nhập khẩu đạt 3.900 tỷ đồng,
đưa số thu cả năm 2021 đạt 11.000 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Cục Hải quan tỉnh cùng các lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương tiếp tục cải cách hành chính, đồng hành, hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp về làm thủ tục xuất nhập khẩu qua địa bàn. Tỉnh cũng sẽ làm việc với các tập đoàn, nhà đầu tư có đóng góp số thuế lớn để thúc đẩy sản xuất nhằm gia tăng đóng góp cho số thu thuế xuất nhập khẩu trong thời gian tới. Sáng nay, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 8, khóa 9. Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đến dự. 9 tháng năm 2021, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã xây dựng, ban hành kế hoạch, chương trình công tác và kiểm tra giám sát năm 2021. Lãnh đạo chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, góp phần vào thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên. Trong quý tư này, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Ban tổ chức tỉnh ủy hoàn thiện đề án tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho quần chúng ưu tú và đội ngũ cán bộ đảng viên, triển khai các cuộc kiểm tra giám sát theo chương trình kiểm tra giám sát năm 2021. Với kinh nghiệm từ các đợt tiêm trước, công tác tiêm chủng mũi 2 vaccine phòng COVID-19 trên diện rộng đang được tỉnh Quảng Ninh thực hiện bài bản, nhanh gọn và an toàn. Người dân được chỉ định tiêm của các địa phương cũng đang tích cực tham gia tiêm chủng, quyết tâm cùng với toàn tỉnh thực hiện mục tiêu sớm đạt miễn dịch cộng đồng. Mặc dù đã 89 tuổi, cái tuổi xưa nay hiếm, song cụ bà Hoàng Thị Nhài, trú tại tổ 15 khu 5B phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, vẫn còn rất minh mẫn. Sau mũi 1 được tiêm cách đây 3 tuần, ngày hôm nay, cụ hào hứng khi được con cháu đưa đi tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19. Cụ Nhài là một trong những công dân cao tuổi nhất trên địa bàn thành phố, sở hữu tấm thẻ xanh này. Hôm nay đi tiêm vaccine COVID-19 thì bà thấy thế nào ạ? Vâng, thế phấn khởi và vui mừng lắm. Đi an toàn cho mình, bảo vệ cho mọi người. Vâng. Mặc dù là cái tuổi cao thật, nhưng mà sức khỏe của cụ thì khi tiêm cái này là rất là an toàn, cho nên là không có vấn đề gì. Nên là rất là phấn khởi, lần trước là ngày 14 này tôi cũng đưa đi tiêm, mà đến hôm nay là cũng tuyên truyền là đi tiêm thì cụ bảo đến ngày đi tiêm rồi đấy. Hôm nay mới là ngày thứ hai của chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 diện rộng trong cộng đồng đợt 2, nhưng tại các điểm tiêm, người dân đều rất tích cực, chủ động tham gia tiêm chủng theo đúng lịch hẹn, giờ hẹn và hướng dẫn của các thành viên, nhân viên y tế tại điểm tiêm. Nhiều điểm tiêm đã hoàn thành tiến độ, tỷ lệ trong ngày sớm hơn và cao hơn so với đợt 1. Tâm thế chung của nhân dân khi được hoàn thành đủ 2 mũi tiêm vaccine phòng COVID-19 là sự hân hoan, phấn khởi. Được Đảng và Chính phủ và lãnh đạo tỉnh rất quan tâm cho chúng tôi được tiêm chủng phòng ngừa COVID-19. Thì đây là một cái niềm vinh dự của người dân. Và đây là cái bệnh dịch mà nó lây toàn thế giới rồi. Cho nên là chúng ta mọi người đều là quan tâm mà tiêm chủng phòng ngừa cho tốt và thực hiện đúng 5K, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, bảo vệ sức khỏe cho những người thân của mình và cũng như trong toàn cộng đồng. Để người dân tích cực hưởng ứng chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, trước đó chính quyền các địa phương đã tích cực vận động, tuyên truyền cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân đến tiêm chủng. Các cơ quan chuyên môn đảm bảo an toàn tiêm chủng cho từng người dân được tiêm ở mức độ cao nhất. Thì với ngày hôm nay là chúng tôi thực hiện được 2.400 và đến giờ này là chúng tôi đã hoàn thành cái kế hoạch của ngày tiêm chủng ngày hôm nay là 2.400 mũi tiêm để mà thực hiện được cái kế hoạch mà người dân mà đi đến đầy đủ mà đảm bảo được cái mũi tiêm thì chúng tôi đã triển khai cho các cái tổ COVID cộng đồng tuyên truyền vận động và có cái lịch rất là cụ thể thông báo đến người dân để người dân sắp xếp các cái công việc của mình để đảm bảo đến tiêm đúng đủ và kịp thời. Công tác tổ chức buổi tiêm thì được chuẩn bị rất là chu đáo. Các lực lượng tập kết hỗ trợ thì đã được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và bố trí các phân khu theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Đối với khu sàng lọc thì khám khẩn trương nhưng phải cẩn thận và chắc chắn. Đối với khu vực tiêm
thì đã bố trí các cái hộp chống sốc, cơ số thuốc chống sốc. Cán bộ tại bàn tiêm đã được tập huấn và sẵn sàng xử lý các tình huống. Khu vực sau tiêm và cấp cứu theo dõi sau tiêm thì đã được bố trí cái lực lượng cấp cứu chuyên nghiệp. Vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Mỗi mũi tiêm không chỉ là quyền lợi mà chính quyền đã nỗ lực hết sức dành cho nhân dân, mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân với gia đình, với cộng đồng, xã hội. Trở lại với trạng thái bình thường mới, thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch hiệu quả, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu ngoài các cơ quan, đơn vị, các công ty, doanh nghiệp, dịch vụ du lịch, thì các điểm kinh doanh, chợ dân sinh phải gắn mã QR để người dân thực hiện khai báo y tế điện tử. Tuy nhiên, nhiều người dân và chủ cơ sở kinh doanh vẫn còn bỡ ngỡ với việc sử dụng ứng dụng này. Tại nhiều chợ trên địa bàn thành phố Hạ Long, ngay tại khu vực cổng ra vào, ban quản lý các chợ đã gắn mã QR để người dân thực hiện việc khai báo y tế điện tử, nhưng cũng chỉ mang tính hình thức. Hầu như tại các vị trí này, không có người hướng dẫn, nhắc nhở, người dân cũng không tự giác thực hiện việc quét mã QR. Mình cũng thấy ở ngoài kia có rồi, tại vì thấy chú bảo vệ chú cũng không có nói gì cả nên mình cứ đi qua thôi, mà không nghĩ là có cái chiếc mã QR đó. Hiện nay thì tôi thấy là người dân cũng chưa nắm bắt được cái thông tin về sử dụng quét mã QR ấy, nên là đi chợ vẫn chưa có nhiều người thực hiện được cái việc quét mã QR này. Hiện tại là chúng tôi cũng đã dán các mã QR tại các cổng, các cửa ra vào. Đấy, nhưng mà một số người dân là cũng chưa biết hoặc là cũng chưa sử dụng điện thoại thông minh. Đến tới đây là chúng tôi vẫn tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn cho những hộ kinh doanh và người dân mà ra vào các cổng chợ là quét mã QR. Thực tế tại một số địa phương, trong khi chính quyền khẳng định đã tuyên truyền hướng dẫn thì nhiều chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ lại cho rằng vẫn chưa nắm được thông tin, những quy định yêu cầu của tỉnh về việc gắn mã QR cũng như cách thức đăng ký ứng dụng khai báo y tế điện tử này. Tôi cũng chưa nghe thông tin gắn mã QR để kiểm tra y tế bao giờ cả. Tôi thì chưa nắm được cái thông tin về quét QR code ạ, và cũng chưa gắn mã QR code tại cửa hàng ạ. Cũng muốn là mình gắn một cái này nhưng mà cũng chưa, mọi người chưa hướng dẫn thì cũng chưa biết làm thế nào để được gắn. Với tâm thế sẵn sàng cho kế hoạch trở lại trạng thái bình thường mới, nhưng các quy định phòng chống dịch vẫn phải được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo giữ vững thành quả phòng chống dịch của tỉnh luôn là vùng xanh an toàn. Trong đó, việc gắn mã QR khai báo y tế điện tử là một trong những giải pháp quan trọng. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ có thể tự đăng ký mã QR thông qua việc sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt ứng dụng PC COVID hoặc vào trang web qr.tờkhaiyte.vn để làm theo hướng dẫn. Vào 19 giờ tối qua trên quốc lộ 18A, đoạn qua phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, từ nguồn tin báo của quần chúng, lực lượng chức năng thành phố kiểm tra và liên tiếp phát hiện 4 trường hợp phương tiện vận chuyển hàng hóa vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Trong đó có hai lái xe container người Hải Dương đã tự ý bóc tem niêm phong trong quá trình di chuyển từ địa phương khác vào Quảng Ninh. Tại thời điểm kiểm tra thì tem niêm phong không ghi rõ ngày tháng, có dấu hiệu bị bóc ra dán lại nhiều lần bằng băng dính hai mặt. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một xe tải di chuyển từ Hải Dương vào Quảng Ninh và một xe tải chạy hướng Móng Cái đi Phú Thọ. Trên mỗi xe này đều chở theo một người và tất cả đều có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 nhưng đã quá thời hạn quy định. Qua điều tra truy vết, lực lượng chức năng xác định những người trên các xe này đã tiếp xúc trực tiếp với 5 nhân viên thuộc 3 quán ăn ở ven đường quốc lộ 18 thuộc tổ 93 khu đồn điền phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long. Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố đã đưa toàn bộ những người vi phạm và những người tiếp xúc gần đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, yêu cầu đóng cửa và tiếp tục truy vết những người đã đến 3 quán ăn này. Thành phố cũng tạo điều kiện cho các đơn vị doanh nghiệp có hàng hóa trên các phương tiện được thay đổi tài xế tiếp tục hành trình. Trong những ngày tới, thành phố Hạ Long tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp lái xe vận chuyển hàng hóa vi phạm quy định phòng chống dịch và các cá nhân tổ chức tiếp tay vi phạm, đặc biệt là kiểm tra xác minh nguồn gốc các tem niêm phong không ghi ngày tháng trên các phương tiện vi phạm. Trong không khí thi đua sôi nổi của đợt cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành 3 công trình động lực của tỉnh, trong sáng nay, nhịp vòng cuối cùng của cầu Cửa Lục 1 đã được Hợp Long và về trước tiến độ kế hoạch đã đề ra. Qua đó tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng trong cuối tháng 12, đúng theo chỉ đạo của tỉnh. Cầu Cửa Lục 1 có 5 nhịp vòm, trong đó một nhịp dài 90m, 2 nhịp dài 60m và 2 nhịp 40m.
Nhịp vòm Hợp Long cuối cùng hôm nay dài 40 mét, nằm bên trái tuyến trên địa bàn phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long. Sau khi Hợp Long, hạng mục cầu chính giữa sông của dự án cầu Cửa Lục 1 sẽ hoàn thành toàn bộ phần thi công cấu kiện chính để bước sang giai đoạn hoàn thiện mặt cầu. Dự kiến là đến ngày 9 tháng này là bắt đầu chúng tôi sẽ giải phóng liên kết và bơm bê tông vào vòm. Dự kiến ngày 13 tháng 10 sẽ hoàn thiện cáng kéo cáp treo của vòm. Phần đầu 31 tháng 11 sẽ bàn giao mặt bằng để tiến hành thả mặt cầu. Cùng với huy động nhân lực, thiết bị thi công hạng mục nhịp vòm và cầu chính, liên danh nhà thầu cũng đẩy nhanh tiến độ lau lắp dầm phía cầu dẫn. Phần đấu trong cuối tháng 10, Hợp Long cầu chính với cầu dẫn để thi công thảm nhựa mặt cầu toàn tuyến, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng nghệ thuật và các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông. Theo kế hoạch 100 ngày đêm, tính đến ngày hôm nay là chỉ còn 66 ngày nữa, thì hàng tuần và hàng ngày, chủ tư và tư vấn giám sát đều kiểm tra thực tế trực tiếp trên công trường và đôn đốc liên tục nhà thầu bằng các buổi họp tiến độ hàng tuần và hàng ngày. Riêng đối với phần đường dẫn và cầu trên tuyến đang là đường găng của dự án, và tất cả các nhà thầu đang tập trung tất cả các nhân lực, vật tư, thiết bị tập trung về để xử lý phần cầu trên tuyến và đường dẫn, làm sao mà đảm bảo được trong tháng 12 là sẽ hoàn thành dự án. Dự án cầu Cửa Lục 1 dài trên 4,2 km, tổng mức đầu tư trên 2.100 tỷ đồng. Hiện khối lượng công việc đã hoàn thành trên 86%. Với tiến độ hiện tại, các nhà thầu đang tập trung huy động nhân lực, thiết bị, triển khai thi công các hạng mục còn lại, quyết tâm hoàn thành đưa công trình vào sử dụng trong tháng 12 năm nay. Mặc dù là đơn vị ngành than chịu tác động nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 trong những tháng đầu năm, nhưng mà 9 tháng năm 2021, công ty cổ phần than Vàng Gia Anh sản xuất được trên 2.940.000 tấn than, đạt 77% kế hoạch năm. Công ty đang quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất than tăng thêm của quý tư và cả năm 2021 này. Phân xưởng khai thác 13 được công ty cổ phần than Vàng Gia Anh ra khai thác 140.000 tấn than trong cả năm 2021. Nhờ thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn lao động cho công nhân, đồng thời phát huy hiệu quả thiết bị công nghệ đã được đầu tư, kết thúc 9 tháng, đơn vị đã sản xuất được 105.000 tấn than, đạt 78% kế hoạch năm. Những 9 tháng đầu năm, công ty đã đầu tư rất nhiều các cái công nghệ cho phục vụ trong cái lao động sản xuất, phát huy được cái tính năng của các cái công nghệ và đảm bảo tốt công tác an toàn cũng như để nâng cao năng suất lao động. Với quyết tâm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kết thúc 9 tháng, công ty cổ phần than Vàng Gia Anh sản xuất trên 2.940.000 tấn than, than tiêu thụ trên 2.500.000 tấn, đạt 77% kế hoạch năm, thu nhập bình quân người lao động trên 16 triệu đồng một người một tháng. Công tác an toàn lao động được đảm bảo. Từ đầu năm đến nay, công ty không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng. Trong sản xuất thì cũng nhìn nhận những cái nguy cơ mà gây đến mất an toàn, những cái vị trí mà nhận thấy là mất an toàn thì là ta dừng lại để tổ chức kiểm tra củng cố cho chắc chắn và đảm bảo an toàn, chúng ta mới tiếp tục sản xuất. Quý tư năm nay, than Vàng Gia Anh được Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng Sản Việt Nam giao sản xuất tăng thêm hơn 100.000 tấn than. Để đảm bảo mục tiêu này, công ty đã phát động thi đua tới từng công trường phân xưởng với mục tiêu đảm bảo an toàn lao động, an toàn phòng chống dịch để duy trì, thúc đẩy sản xuất. Sự tin tưởng của tập đoàn thì đối với là cán bộ công nhân viên công ty cổ phần than Vàng Gia Anh Vinacomin thì chúng tôi cũng đang tập trung ở các tổ đội phân xưởng và phát động phong trào thi đua sâu rộng từng gương lò cũng như là vấn đề đào lò khai thác để làm sao đó cũng như là ra cái sản lượng đáp ứng được cái sản lượng mà tập đoàn giao cho. Tăng sản lượng than khai thác không những giúp công ty cổ phần than Vàng Gia Anh giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động mà còn thể hiện trách nhiệm của công ty nói riêng và ngành than nói chung đối với mục tiêu tăng trưởng của tỉnh Quảng Ninh. Mùa mưa bão năm nay, cùng với duy trì nghiêm việc kiểm tra người và phương tiện, phòng ngừa nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập, lực lượng cảnh sát đường thủy đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường công tác quản lý, triển khai các phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Vịnh Hạ Long có mạng lưới tuyến luồng đường thủy dày đặc, hoạt động hàng hải đan xen với hoạt động của đường thủy nội địa. Để đảm bảo an toàn cho phương tiện đi lại, phòng cảnh sát đường thủy phối hợp với các đơn vị quản lý thường xuyên kiểm tra hệ thống phao tiêu, biển báo, kịp thời kiến nghị bổ sung các vị trí bị hư hỏng.
trước mỗi một cơn bão, đấy, chúng tôi cũng phối hợp với anh cảnh sát đường thủy bố trí phương tiện, thiết bị con người đấy, đi kiểm tra tuyến luồng để phát hiện kịp thời khắc phục các sự cố. Cùng với duy trì tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa nguy cơ dịch COVID-19, phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh cũng phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương và lực lượng chức năng liên quan tuyên truyền ngư dân, thuyền trưởng, thuyền viên các phương tiện vận tải về quy định đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, vị trí các điểm neo đậu tránh trú bão trên địa bàn, yêu cầu chủ các lồng bè cam kết thực hiện nghiêm quy định phòng chống thiên tai, mưa bão. Lực lượng chức năng tuyên truyền đi từ trong Ninh Bình ra Quảng Ninh, bọn tôi cũng thông thạo biết hết được các cái điểm để mình khi có cơn bão xảy ra thì để tránh. Trước khi mùa mưa bão là các anh công an ra đây để động viên bà con cùng cái phòng chống dịch thì chuẩn bị đối phó vì mùa mưa bão, mua dây dợ, chằng chống mùa bão phi phao. Khi bão xảy ra thì vì là đưa người già trẻ nhỏ lên trên bờ an toàn. Chúng tôi phối hợp với các lực lượng thường xuyên diễn tập các phương án phòng chống bão lụt. Khi có bão đổ bộ thì chúng tôi trực 100% quân số, sẵn sàng phương tiện, con người, trang thiết bị, phối hợp với các lực lượng hỗ trợ ngư dân trên biển và các hộ nuôi trồng thủy sản để làm sao tránh được cái thiệt hại do bão gây ra. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, chủ phương tiện và người dân tuyệt đối không chủ quan và cần thực hiện nghiêm luật giao thông đường thủy. Lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm minh đối với tất cả những trường hợp cố tình vi phạm. Sáng nay, Trường Cao đẳng Giao thông Quảng Ninh tổ chức hội thảo chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp, đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam, thảo luận làm rõ một số nội dung liên quan đến các đề án của Chính phủ và tỉnh Quảng Ninh trong chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp nói riêng, kinh nghiệm đào tạo kỹ năng và phát triển nhân lực, tính ưu việt của ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là học trực tuyến trong bối cảnh hiện nay. Thông qua hội thảo, các đơn vị giáo dục được tư vấn ban đầu về chiến lược, lộ trình và kế hoạch chuyển đổi số, đóng góp ý kiến và dự thảo đề án chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Hôm qua, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Quảng Ninh phối hợp với Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh tổ chức khám sàng lọc cho hàng trăm trẻ em từ 0 đến 16 tuổi trên địa bàn thành phố Hạ Long nhằm phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh, từ đó có những chỉ định để can thiệp, hỗ trợ phẫu thuật kịp thời. Những em có nghi vấn biểu hiện về tim mạch sẽ được khám chuyên khoa, tư vấn chăm sóc sức khỏe tim mạch và chỉ định phẫu thuật ngay tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Đây là một trong nhiều hoạt động của Quỹ nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em trên địa bàn tỉnh, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tạo cơ hội cho các em được sống khỏe mạnh, học tập và phát triển.